Sáng nay ăn bát cháo gà, em ăn hết cháo còn gà cũng xong. Dạ, gì? Vô nha. Rồi, xin lỗi. Ok, hello, chào mừng là xin mời anh nhớ vào trong video của mình và chào các sự video Mini World nhá nha. Ok các bạn, lại chạy là video Mini của mình đây. Trời lâu lắm rồi, từ chưa giờ rủ bà sao quay clip luôn các bạn. Trời lâu lắm luôn á. Trời lâu. Lâu thật sự luôn các bạn. Cũng 2-3 ngày trước thôi nhưng mà đối với mình rất là lâu rồi. Ok các bạn, thì hiện tại thì theo mình thấy có một số bạn đang thi cử rất là mệt nên mình xin chúc các bạn có một mùa thi cử thật tốt đẹp nha. Ok, hôm nay Sam biết em rủ Sam đi đâu không? Trời ơi, rất là bà nói mà biết trời. Hôm nay em sẽ rủ Sam đi chơi một cái mini game rất là vui luôn mà nó rất là gọi là gì ta? Mạo hiểm nữa. Đấy. Đó. Rất là vui và rất là mạo hiểm là sao vậy, nghe nó nhúc nhích vậy gì? cái gọi là cái trò này liên quan đến bộ anime rất là nổi tiếng luôn. Đó. Trời ơi. Cái gì bay lên bay xuống này làm chim mà tự nhiên đang làm người không thích thì lại bay lên làm đi xuống làm chim vậy? Mà chơi đó khó không vợ? Sợ khổ không chơi không nổi. Dễ lắm. Trời, nói chung mình chỉ cần gọi là chém là mình thắng à, dễ lắm luôn á. Dễ lắm. Nghe chỉ bèo vậy. Rồi. Trời ơi. Rồi. Bây giờ Sam lên đây em chở đi. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái map này thú vị cỡ nào nhở. Let's go. Chắc chắn sẽ rất là vui luôn. Ha ha. Đó, chào mừng Sam đi với thế giới của Attack on Titan. Thế giới gì mà sao mà vuông góc vậy? Trời đi. Thế giới cũng trời, đây là gọi là cái nhà để mình trốn thôi. Đây thấy ông lão này không? Đó, ông lão này sẽ bán đồ cho mình. Đó, trời toàn nói tiếng Thái Lan không sao anh đi khắp khôn. Ok, đấy các bạn thấy không? Ở bên trong là có hai cái kiếm. Đó, một cái kiếm để bay còn một cái kiếm để chém. Đấy và nó hoàn toàn miễn phí nha. Đó. Thấy không? Vậy sao xin? Thôi, cái kiếm nó bay được rồi nha, hư cấu vậy. Đó, bây giờ Sam sử dụng cầm thử đi. Đấy, nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Đấy. Ôi, ghê chưa? Trời ơi các bạn, như này mình như kiểu mình đang kiểu gọi là dùng kiếm của Titan bay này. Hey, hút lại. Đó. Và trong này có một số cao giáp này các bạn ơi, nhưng mà hiện tại thì mình chưa mua được bởi vì mình chưa giết được con Titan nào cả. Ok, bây giờ việc của chị Vem sẽ đi ra ngoài giết. Trời, bà nói đâu rồi? Ok đây. Bây giờ chị Vem sẽ đi ra ngoài giết những con Titan ở bên ngoài. Hey, hey. Đó, ôi, sao thế không? Trời, đó là những cái mặt. Rồi xuống. Cao. Xuống đây. Đây, trời. Sao nó cười ghê vậy? Ủa gì rồi? Đây em mới cảnh chi nè. Trời ơi, bánh xong. Rồi, ok, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, xa. Bắn. Chu. Ôi, bay lên tiếp, bay lên. Rồi, đó, bắn nó. Đấy, giết nó. Đấy, đó. Lộn. Rồi. Mày gì dữ vậy? Cố lên, xa. Đây. Ui trời, cái này bay qua các bạn ơi, vũ khí thì nó mạnh các bạn ơi, mình bay không quen. Đúng quá. Ui ơi. Đây. Bay nó cao quá. Đó, các bạn thấy không? Giết Titan nè. Đấy, giết nè. Đó. Trời nó to quá các bạn ơi. Chết nè. Nó to mà sao nó mặc áo quần vậy? Nó bị gì vậy? Nó là Titan mà nó chỉ có ý thức đâu. Trời ơi. À. Đấy, rồi bay lên. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Lên chơi chim. Wow, sướng quá chim ơi. Ui. Cố lên. Hây, hây. Ai chết luôn. Sao mà chết luôn vậy? Không biết, trời ơi là trời. Rồi, đấy. Trời ơi, có rất là nhiều thịt luôn. Sam ơi, tới đây Sam ơi, lấy thịt nè lấy. Ủa, từ đây hồi sinh vĩnh cửu hả? Lấy thịt Sam ơi, lấy thịt. Lấy thịt, ao. Lấy thịt. Tụi này hồi sinh vĩnh viễn các bạn ơi. Chết rồi, tụi này hồi. À, bọn này là nó chỉ chết thôi, xong hồi sinh lại hả? Đúng rồi. Lấy thịt. Còn ba máu chết rồi Jim ơi, còn ba máu rồi. Lấy thật để mua giáp, lấy thật để mua giáp. Trời, lấy thật của Titan để mua giáp các bạn ơi. Trời ơi, tụi này hồi sinh vĩnh viễn các bạn ơi. Lấy thật Sam ơi. Lấy thật rồi, đi. Rồi, ok. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ về nhà mình mua giáp nha các bạn. Rồi. Trời, cái làng này nhiều Titan vậy. Trời ơi, lấy lắm cũng được 4 miếng thịt đi ơi. Mà lắm gì yếu vậy, em lấy được 25 luôn nè. Trời đất ơi. Trời ơi, nó đạp chi ra cái chết luôn xin không phải hả? Trời yếu thế. Trời ơi, yếu đạp chi cái nó ghét quá, nó đạp chi cái chết luôn. Trời ơi. Đây có gì em lấy thịt giúp chị cho. Đây 5 cục thịt nè. Đấy là okay. Đó. Trời Sam yếu quá các bạn ơi, đợi xíu em sẽ lấy thịt cho Sam. Hey, hey. Chị bắt nạt chị tôi hả? Chết đi. Cho chết. Rồi, ok. Trời sim sao sim thấy chị đấy cứ ngơ chơi này giỏi vậy? Trời đất ơi, ai biết vô thấy con nào đánh con đấy thôi. Biết gì đâu. Trời đất ơi. Ui, cái này mình thề các bạn, cái kiếm này nó bay ghê quá các bạn ơi.
Ôi đấy, cho chết. Ok, thật trời ơi, rơi cái chết luôn. Rồi ok, được rồi, bây giờ Sam xuống nhặt thịt đi Sam. Ở đây nhiều thịt cực kỳ luôn á. Rồi ok, ở mình chắc chắn trong này sẽ còn con trùm nữa. Chạy ra cắn tôi tiếp đi. Ghê quá. Tại sao dễ chết quá. Sam ơi, cố lên Sam ơi. Ở đây còn nhiều tai tình lắm luôn á. Trời đất ơi. Cố lên các bạn ơi, không để thua mấy con tai tình. Chết nó cái hồ sân không à, bọn này nó ghê quá à. Trời, em lấy được 20 mấy cục rồi nè. Trời, cố lên Sam. Đây. Đang lấy rồi. Rồi, tụi này ghê. Nó ghê quá, nó vừa ho mà là biết ghê quá. Rồi em được 30 rồi nè. Rồi, xong được nhiêu? 30 luôn nè, 30 vừa tròn luôn. Ok, được rồi, bây giờ về mua giáp xong rồi, về mua giáp thôi. Bây giờ mình sẽ đi về mua giáp để nâng cấp mát nhất có thể, để tiêu diệt những con Titan này nhanh nhất có thể nha các bạn. Rồi, ok, được rồi, mấy con Titan này tụi gì dám bắt nạt chị em tụi tôi à, không dễ đâu. Rồi, ok. Rồi các bạn ơi, mình đã mua full giáp kim cương rồi nha các bạn. Đấy, để coi. Full giáp luôn hả? Nhanh mà. Để coi. Ở đây mình có một con gấu bắc cực. Nhưng mà mình chưa biết con gấu bắc cực này có gì. Nhưng mà mình nghĩ, à Sam, em nghĩ chắc chắn có một con trùng nữa. Sam biết con trùng không? Con Titan màu đỏ, con mạnh nhất trong tất cả các con Titan đó. Đấy. Đỏ luôn hả? Trời ơi, khỏi là còn có hơn luôn hả trời. Đây, Sam, đây. Chúng ta sẽ gì mặc áo giáp vào xin. Trời, thấy tự tin hẳn ra, tự nhiên mình sáng chơi luôn á. Rồi, ok, rồi ăn đồ ăn vô nè. Rồi bây giờ mình sẽ bay tới cái chỗ con Titan nguy hiểm nhất nha. Hey. Ok. Hey. Trời ơi các bạn gì giờ tai tần khắp nơi luôn. Ok. Trời ơi nó quá trời đông luôn á. Trời ơi. Ủa mấy dân lạc như mày đâu hết rồi Sim? Nó biến thành tai tần hết rồi luôn. Bị ăn thịt hết trơn rồi. Chắc bị ăn thịt hết trơn rồi. Trời ơi. Cái bọn này ác quá à. Ok được rồi Sam. Nhìn đây. Em nghĩ chắc đây sẽ là cánh cụm tới cái boss á. Sam nghĩ sao? Mình tận nha. Ok. Ăn vào. Rồi ok. Chuẩn bị nào. Let's go. Hey. Ok được rồi. Để coi con tai tần mạnh nhất trong đây đâu. Đâu hay lên để thấy nè. Trời ơi, Sam ơi nhìn kìa. Đâu thấy gì đâu. Trời đất quỷ ơi, nó to dễ sợ luôn á Sam. Sao rồi? Bay sao lưng bà đòi, bà bay bà thấy tôi vậy. Nè. Trời ơi đất. Ủa, sao không thấy hả? Sao mắc cái gì cần hay sao, tôi không thấy luôn á đâu. Quá, xe to quá xe nhà. Trời ơi, nó to. Tới đây xem nè. Tới đây xem nè. Sợ quá mà bay không nổi luôn Sim. Sợ bay không nổi. Trời ơi là trời. Nó to. Trời cái bông chân của nó chắc là bằng mình luôn Sim. À rồi sao? Sao chơi con nhỏ chứ này, con nhỏ này, thấy con nhỏ không? Đây. Trời đất ơi. Tôi sợ con tôi bốc hơi luôn mọi người ơi. Rồi Sam, rồi đây Sam. Đây, có con khác nè. Con này nó vừa phải nè. Đây, con này nhìn nó cũng đô con nè. Trời đất ơi, con này là con. Ủa, nào đây? Vừa phải luôn hả? Có. Sam đi theo cái mũi tên của em đi là Sam sẽ thấy. Trời đất ơi, mấy con này ghê quá các bạn ơi. Trời đất ơi, nó to dễ sợ luôn. Ui con gì mà to ghê gớm. Sao con này giống kiểu Tokyo Ghost á. Con này giống kiểu Kaneki phiên bản Titan đó các bạn ơi. Nhìn này, cơ bắp 6 múi luôn các bạn ơi. Trời ơi. Trời, con này đi BD vậy. Đâu rồi, đây. Con gì đây. Ủa con này bé hơn nè. Con này bé hơn. Ok. Rồi sao? Chuẩn bị giết nó chưa? Chuẩn bị đây. 3. Ăn. 2. Ta chờ sợ quá. 1. Chà. Đấy, ok. Ê nó bóng to kìa. What? What the hell? Sao nó bóng to vậy? Ủa khoan, nó không có. Ủa sao mình không đánh được nó? Mày bắt vô cây rồi. Từ từ. Cái này phải từ từ nha Sam, từ từ. Ấy à. Ok, từ. Phải để nó ra xin mới phải dụ nó ra. Đây, nó tạt em cái cho em chết quá. Ok, được rồi. Đây. Cái mặt nó kìa. Cái gì vậy? Đâu khoe rồi. À đây, được rồi, đánh dưới chân nó. Chân là điểm yếu của nó. Ê, tôi nhớ Titan là sau cổ. Nhưng mà thôi, Titan này. Ủa sao hay con vậy? Ủa sao chết rồi? Yếu thế. Chết. Ê, rồi. Còn sau lưng bà nội, còn sau lưng nè. Ok, nó hồi sinh được, Ui, nó chạy, trời, nó bê đê vậy. Trời ơi, đuổi tay mà. Rồi, ok, Sam ơi, em nghĩ tụi mình có một con khác rồi sao, nhìn kìa. Trời ơi. Sam ơi, sao có ý đất dầu sao? Câu này em okay, nhận chị coi là này rất là hay em Sim bây giờ nhá. Bây giờ làm cho các chị hợp lý, bây giờ tụi mình đi về đi chị. Ủa gì kìa? Trời ơi, mình phải thử sức chứ, mình thử sức. Bây giờ bay lên xem thử coi. Ok. Sợ quá. Con này điểm yếu của nó là chân hả hay gì vậy? Em thử một đập chân nó quay, em mình chọc lét mắt coi nó có cười được không? Trời ơi, nhìn sợ quá à. Nó không có chết em ơi, con này mạnh quá.
Trời nó to mày đánh nó cũng không dạy nữa hiểu không? Trời ơi. Nó to quá các bạn ơi, tụi mình đánh nó không biết là tụi mình đánh nó luôn các bạn ơi, nó to quá các bạn ơi. Trời đất ơi. Chim đứng đây nhìn nè, bây giờ em nhìn chị đi. Đâu? Đây bằng cái gỗ cặn cái đó thấy không? Nó to quá trời ơi là trời. Trời các bạn, con tai thì nó quá to nên hai tụi mình không thể đánh lại rồi các bạn ơi. Trời đất ơi. Thôi tới xin mời tới cả đất con nó cười được không? Ôi trời ơi các bạn ơi, nhìn này nó to quá các bạn. Thôi tới đầu nào thấy được đừng tới tới đây tới đây tới đây tới đây tới đây. Để mình thấy được bé Titan này. Đứng đây tận 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 nhìn mặt nó. Tới đây để thấy được góc Titan các bạn ơi, chứ con này nó cao quá. Tụi mình không có thấy được mặt nó luôn các bạn. Rồi đây. Rồi đây mới thấy mặt được này các bạn ơi. Rồi Sam ơi tới đây Sam. Sam ơi. Come here. Đâu? Đây, thấy cái mũi tên màu xanh không? Đó, em đây nè. Rồi. Trời đất ơi các bạn ơi. Đâu rồi, rồi. Bà bay đâu rồi? Đây. Trời ơi, chết luôn. Kiểu tôi gặp cái con Titan này tôi kiểu tôi bị mất canxi mọi người ơi. Mất canxi thật sự. Đừng bu canxi vào, khổ quá. Gặp nó mà rụng rời tay chân luôn. Con trời. Thì mạnh ghê. Nó to quá các bạn ơi. Trời đất ơi, tôi đứng tới đây mới thấy được nó nha các bạn. Đứng tới đây mới thấy được nha. Chứ tụi mình đứng như kia tụi mình không thể thấy được. Bởi vì nó rất là to luôn các bạn ơi. Rồi tới đây Sam ơi. Không hiểu. Rồi xong Sam mất canxi quá Sam ơi. Mốt phải bù canxi nha. Rồi. Ok các bạn. Thì gọi là video gọi là gì ta, đại chiến Titan siêu to khổng lồ của hai chị em mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào, thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới mấy nha. Và mình sẽ để UID map ở dưới cho các bạn đại chiến những con Titan này nha. Tim con gà chào. Ok bye bye. Ok không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì 7 mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở lại phía sau. Tiến lên phía trước cùng số 8 hùng hậu. Nay mày sai thì ngày mai...